Tại một số tỉnh thành khác trong cả nước, đấu thầu tập trung đã được tiến hành trong những năm qua. Nhưng thành phố Hồ Chí Minh với đặc thù tập trung rất nhiều bệnh viện lớn, chuyên khoa, đa khoa tiếp nhận phần lớn bệnh nhân của khu vực các tỉnh thành Nam Bộ lại khá chậm trễ do chưa được chuẩn bị sẵn sàng. Hợp đồng cung ứng thuốc tại các bệnh viện đã hết hiệu lực cách đây gần 3 tháng, dẫn đến sự lo ngại thiếu thuốc tại nhiều bệnh viện. Do cái vấn đề mà chúng ta sẽ đấu thầu chậm thì Sở Y tế cũng nhìn ra là có thể vấn đề cung ứng thuốc sẽ có một số cái khó khăn. Thì trước đó thì đã có đề nghị những mặt hàng nào có thể xảy ra trong việc cung ứng, tức là bị thiếu hụt trong sự cung ứng thì các bệnh viện đều đã có gửi lên. Cuối tháng 8 năm 2013, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh lại có công văn số 5565 SIT-TCKT gửi giám đốc các đơn vị trực thuộc hướng dẫn việc áp dụng danh mục thuốc theo kết quả đấu thầu thuốc năm 2013 của Bệnh viện Chợ Rẫy. Giải pháp tạm thời trong lúc chờ đợi đấu thầu này gây ít nhiều khó khăn cho các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện chuyên khoa, vì không phải có thuốc đặc trị nào của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng có thể đáp ứng. Theo ý kiến của một số lãnh đạo bệnh viện của thành phố, đây mới là chủ trương ban đầu. Về lâu dài, còn chờ việc xét duyệt đồng ý của Ủy ban thành phố. Sở cũng đã cho phép các bệnh viện đặc trị đề xuất thêm các loại thuốc đặc trị để có thể tiếp tục tìm nguồn trong thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, xin nhấn mạnh lại là hiện nay, tại Bệnh viện Ung Bướu, các thuốc vẫn cung cấp đầy đủ cho cái vấn đề điều trị cho bệnh nhân. Không có một mặt hàng nào, chưa có một mặt hàng nào, nói rõ hơn là chưa có một mặt hàng để thiếu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, để được cung ứng đầy đủ thì vấn đề có một phải dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế thì đã có cái những thảo luận với các công ty cung ứng để làm sao họ cho trong thời gian này vẫn cung ứng đầy đủ thuốc cho bệnh viện. Trước thông tin thiếu thuốc tại một số bệnh viện chuyên khoa, đặc biệt là tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo bệnh viện khẳng định việc đấu thầu chậm trễ nếu tiếp tục kéo dài trong thời gian tới chắc chắn sẽ còn gây ra nhiều vấn đề khó khăn cho các bệnh viện trong thành phố. Không ai có thể đảm bảo rằng tình trạng cung cấp thuốc tại các bệnh viện đặc trị sẽ không lâm vào tình trạng như hiện tại. Điều đã được cảnh báo từ cách đây nhiều tháng.